hơn tôi luôn đó. Chị thấy sắc hụt lụ, khéo quá, mình đẹp quá. Những giờ siêu đâu biết mà. Không quá. Chết rồi. Chị biết chị làm sao coi được thì làm, chứ em không có xin kiểu vậy được chưa. Ngồi hấp dẫn quá. Làm nó đọc cho nó thôi, làm nè, cái này rõ ràng là con tôm khô, nếu vậy xin thay tép nha. Tại con tép khi mà phơi khô nó còn nhỏ xíu à. Hai, xin chào các bạn, hôm nay gác bếp miền Tây sẽ làm cái món gì đây? Cơm gan Dương Châu. Cơm gan Dương Châu. Đây. Nguyên liệu gồm lạc xưởng. Lạc xưởng nhà làm. Thịt luộc. Thịt luộc nhà làm. Cái này mình quên chiên nha, cái này phải là chiên mới đúng. Đậu que, cà rốt, tôm khô, nấm mối. Nấm mối phơi khô hả? Nấm mối phơi khô các bạn, đang để lâu được. Dạ. Chả. Chả mua. Chả nhà làm luôn. Không, chả mua, nói chả mua. Nhà người ta làm mà. Ừ, nhà làm, nhà của người ta làm. Trứng này của chị Thí cho. Dạ. Rồi còn món cái đặc sản, cái món cái đặc sản đâu? Đây. Món đặc sản nướng là nổ lớp bóp cái gì? Cái nướng là món này là hạt điều. Hạt đào. Nó coi như là hạt đào điều. Dạ, hạt đào điều. Cái đó mình nướng á quý vị, ăn nó nổ tét miệng luôn á. Nó thơm lắm. Dạ, ai mà hung dữ hoặc là dữ ngầm như chị Tú chẳng hạn là nướng rất là nổ. Đó, bây giờ mình sẽ đặt trứng. Dạ. Hôm nay chị Quý sẽ là đầu bếp chính nghe các bạn. Đó. Chị Quý sẽ làm cái chảo cơm chiên Dương Châu khổng lồ để mừng sinh nhật tôi. Hí. Hí. Bữa nay sinh nhật con bác. Hí. Xin cảm ơn chị Quý. Em không ngờ chị có lòng như vậy. Ủa. Lòng gì của ai? Có lòng làm chảo cơm chiên mừng sinh nhật em. Ồ, có luôn. Nói cũng buồn thiệt chứ. Ngày bình thường bà nấu lẩu gà, bà nấu bún riêu, bà nấu gà hấp xả. Bữa nay tới sinh nhật mình báo trước rồi phải làm cơm chiên. Quá tốt. Báo nào? Hả? Báo hồi chuyện qua con báo rồi mà phải không bác? Sáng qua chứ. Như nó bể mẹ trứng trơn rồi. Sáng qua con có báo mà. Đây. Đại đầu bếp hôm nay ngồi nghỉ. Tại vì cái món này không phải là cái món món ruột của bác. Mấy trứng vậy chị? 45 trứng vậy. Em thấy nãy giờ chị bỏ mấy trứng? 4 trứng rồi nè. Dạ. Cơm tại sao mình phải trộn trứng gà, lòng đỏ trứng gà vậy chị? Để cho nó vàng, hạt cơm nó vàng đó. Cho người nó ta, đẹp phải không? Rồi nhầm người ta bỏ bà màu. Dạ. Mình muốn ăn gì mình bỏ cái tàu đỏ. Cho nó béo phải không? Cho nó đẹp nè. Dạ. Nửa ăn cơm lên nó có đỏ. Nhưng nè. Mà nó cũng béo nữa. Ừ. Bác bữa nay bác yêu đời, bác mặc bộ đồ hồng cánh sen nha. Màu của tuổi tiên, bác đang sắc đậu que. Mình làm vậy nè. Mình trộn vậy mình có để lâu không hay sao? Mình làm xong này xong mình xào cái kia là bỏ qua luôn. Dạ. Nhằm người ta nếm luôn. Xào cho mấy cái gia vị nó chín rồi mình bỏ cơm vô. Ừ. Nói là cái cơm chiên Dương Châu nhưng mà thật ra là Dương Châu chiên cơm. Tại vì bỏi của chị nhiều quá quý vị. Thiệt á, đi tiệm á, ăn tiệm á, cứ cái dĩa cơm chiên toàn cơm không mà nuốt muốn trận trọng trận trắng á. Chỉ có ở nhà mình á, mình ăn theo cái ý mình muốn. Mình làm nhiều cái bỏi. Đó, giờ mình sẽ chuyển qua chiên trứng. Dạ. Kỳ về. Ồ. Rồi, chị bắt tay vô vụ làm đi người đẹp. Đứng đó chị. Cơm chiên Dương Châu cơm chiên. Rồi, sắc đi thấy. Sắc này với này à. Lột đồ ra qua sắc đi. Rồi, mấy bạn ơi, có một siêu đồ bếp ra nữa. Siêu đồ bếp Thí. Hôm nay Thí mặc màu tím thủy chung. Chị Quý mặc bộ đồ đen quyền bí. Chị Tú màu tím thủy chung. Cái này màu tím nào? Màu tím chứ màu gì? Ôi! Đó. Cái bí quyết mà các bạn để cái chòi mình lúc nào cũng nhộn nhịp và đông nghẹt có, thì các bạn làm cái chòi nhỏ nhỏ là lúc nào thấy nó cũng đông hết. Đó.
nó nhỏ vậy chứ hồi xưa mình nhà mình nghèo, cái nhà có bà lớn vậy chứ nhiêu chị Tú. Hồi đó nhà em ra riêng cũng vậy á, về mà nước ngập lên láng nữa chị, đốt đèn dầu leo rét nữa, trời ơi nó thảm sầu. Mà ba thì dạng dạng về là ông xỉn, ôi ông nội ơi thích thích lắm đà. Lúc đầu không nhảy người ta về rồi đứng nhảy thiệt tình đó chứ. Mười năm cũng dễ chịu. Em đăng rồi đó chị. Trời ơi, đừng có bơi. Thì chị nói cái này quay lâu rồi. Ở vô nhà thứ sao, thứ nhà Út hả? Dạ. Nhà chưa biết thấy sẽ sắc thật lụ. Khô á, bây giờ mình ngâm nước nóng nó nở ra rồi đó. Dạ, nó nở thề lè rồi đó chị, nhưng mà cái độ dai nó vẫn còn nha. Nó nấu ra mình để đi, để đây cho nó khô, hồi mình đem đi mình xào chung với mấy cái này ngọt nhức nách luôn cái gì ơi. Ăn về không chửi mới lạ. Ăn món cháo không có bị chửi đâu. Trời ơi ngon quá chị, ngon thiệt luôn. Mỗi năm bắt khéo hả, công nhận mỗi năm làm món cháo khéo ghê. Nó như mắm tép vậy nhưng mà con đó là con cá bác. Dạ cái gì? Cá con, con cá tùm lum. Ngon lắm. Sạch có, cá mè có. Rồi mà mắm nó biết làm ngon nha. Dạ. Đó, ngày nào cái bếp của mình cũng nhộn nhịp hết quý vị. Dạ chơi chơi à. Không được. Vậy thì hôm ấy mình làm mấy phọt không thôi. Chị Tú, chị Tú. Rồi. Biết chừng nào rồi hả? Chứ có một bếp một. Không, nhiều phọt chị xèo đấy. Dạ, nhiều phọt chị xèo. Ai ăn phọt phọt, ai ăn xèo xèo. Đây, cái xèo của mình rất là. Xèo của mình rất là đẹp. Đó. Đứa nào chiên. Đuôi. Đó, chị Quý á, từ hồi nhỏ tới lớn thì làm được có món này không quý vị? Đẹp. Về xong cắt làm hai. Em à, biết thấy cũng để gì. Thôi để ơi thôi. Cậu Nam con thấy ổng chịu chơi lắm gì hai. Bữa hỏi hôm nay cho xuống cậu. Trời ơi thoải mái mày. Con xuống con cũng ngại bà mợ cũng kỳ mày, bà mợ cũng chịu chơi luôn. Ngại luôn. Bữa hỏi là quốc gà hai bà cháu quốc luôn mà. Vậy đó vậy đó chú. Mấy bữa mà mấy ngày phát sinh đầu tiên á, nữ mà chịu nhậu á thấy dễ, dễ chịu. Không phải là mà nhậu đè nhè ngang vậy, nhưng mình sẽ giao mình uống bình nha cái con. Nghe nói chị ảo tưởng thi rồi đó, có người rất là ảo tưởng. Nhiều người không biết nhậu rồi sao? Em đang nói chị Thí đúng cái đó hả? Không chứ đó rồi. Là cái gì? Cơm này nó vàng còn hơn tôi luôn cái gì? Vậy chiều Tú ở chiên cho cái gạo ngâm nha. Đợi mai thấy ra. Trời ơi cái chảo này vừa không? Rồi, vừa rồi, ok. Đây là chảo cơm chiên Dương Châu khổng lồ nghe quý vị. Đỡ cái con mà đổ đồ vô ăn vô. Chị đổ vô ăn mà chị cắn cái môi chị làm gì? Chị đổ vô ăn vô chị tiếc hay gì, chị cắn môi chị làm cái gì? Ờ đúng rồi. Đó, để chảo nóng vô. Củi tắt rồi bếp phụ. Chụm củi vô cho tôi. Đó, bà Dung đi, bà Dung đi văng dầu vô bà Tú, bà chửi cho bà ăn hết.
bỏ về là cho ăn hết. Đúng rồi. Không là bỏ về đó. Đây bây giờ mình sẽ xào cái mớ nguyên liệu này quý vị. Đó. Trứng nè. Đó. Mấy phụ lấy cà rốt cho mấy phụ. Tôm tươi nè. Chả nè. Bếp phụ lộn cà rốt nè. Tự nhiên cái nói bếp phụ nè mới ghê chứ. Đó, nhìn rất là nhiều cho cà rốt vô. Nhưng mà tại vì nó còn sống, dạ. Sống rồi mấy cái kia. Cái gì mà nó cứng đầu nhất thì mình đưa vô mình dập trước. Dập nó vô vậy. Thơm quá. Muốn chết luôn chứ thơm rồi. Thấy chưa? Bỏ vô đâu có văng chị. Chị Tú. Chị Tú vui lòng đứng sau ra đi đưa đây em. Nó ừ, chèn qua đây em. Sao khoảng bao lâu thì mình cho cái khác vô? Cho nó ra vàng. Cái này lâu lắm mới ra vàng không? Đó, cái nguyên liệu thứ hai đó là lạc xưởng quý vị coi nè. Nhìn tủ rau câu không chứ. Nó ngon quá ghê à. Nhà làm mới được vậy. Được rồi đó chị Quý. Úi da trời ơi, kẻ nào. Rồi. Em đón chắc cái chảo này có nhân không mà chưa bỏ cơm vô nó đầy rồi. Đúng rồi. Còn một đống chứ. Dạ. Đã dự định á là xào cái chảo cơm chiên khổng lồ rồi à. Mà hả, tiền nhân á thì có tiền mua, tiền mua cái chảo không có. Không có mày. Con giỡn đó bác. Trời ơi, con tưởng mới vô rồi. Ai về còn ngồi đây nó chết đó chứ. Nó xấu căn bộ. Dạ. Mà bác bỏ tù thấy bà luôn. Cái này rồi. Em nghĩ là bỏ nhân vô là đầy chảo luôn đó. Đưa hàng qua tiếp. Đâu biết phụ mà đứng nhìn. Đưa tôm khô. Ăn ra cái kia là ngon lắm. Củ khoang. Bỏ nấm. Khoan. Nấm nó mềm rồi nè. Cây này ngâm rồi. Đây quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cho tôm khô và nấm mối vào. Nấm mối là đặc sản miền Tây nha. Cho cái này vô. Cho vô chưa được biết. Cho vô. Sao lên đi chị. Rồi chảo đầy luôn rồi. Rồi chảo đầy rồi. Thôi bỏ vài giá cơm thôi. Còn gì nữa không? Còn nữa quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ cho chả lụa vào. Đó. Đây. Thiệt. Trời ơi quá trớn. Đó xúc cho tôi. Dạ. Xúc cho tôi. Đó, đó. Em có một tay một hà. Em sợ chị bỏ vô nó văng xuống cái mặt em. Tại vì chị bỏ vậy cũng văng á, tôi khổ quá vậy được rồi. Cái đó mình biết được, hỏi chị Quý á. Rồi, tăng, thấy thật không quý vị ơi. Dạ, chết tôi luôn quý vị ơi. Nó thơm nhức nhói nha. Gia vị vô chưa, nó nhức chưa. Chưa, rồi để cho em nấu với chị mới có nhân thôi, chưa có bằng ăn cái gì hết mà nó đầy cái chảo rồi. Cái này mình có cho mày không Tú? Không ạ. À. Cái chảo nó bự nha quý vị, rất bự. Ừ. Nấu rồi mày ăn cá là luôn. Em có thể. Rồi biết rồi đó. Em phụ chị, em phụ chị. Mẹ em có vẻ thích món này. Nhưng mà mẹ ăn cũng mà không có ba thì cũng buồn. Mà cha ăn thì không rẻ để con nó nhìn. Anh ơi, nguyên chảo vô ngoài luôn ơi. Dạ. Chị nhà chị ăn đi còn như em bưng về. Đấy. Cho mà. Thơm ha. Trời ơi thơm quá chị ơi. Em nói giỡn nha chứ em không có xin lộ để như vậy. Nó chị Quý chứ làm sao coi được thì làm chứ em không có xin kiểu như vậy được chưa. Ngồi hấp dẫn cái này có thêm chút đậu que nữa là đẹp. Cái này hơi ít đậu que hả? Nhưng mà dạ. Này nếu mà người ta bỏ đậu Hà Lan á nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhân quá nhiều quý ơi. Chị. Ủa không bảo lại ăn cơm hả? Trời ơi chị không bảo lại ăn cơm rồi cơm này sao hết. Phải cho nhà em thôi. Đi về đi chị. Trời ơi. Dạ. Bỏ chút bột ngọt. Dạ. Cho ông Bi Quý cho bà Quý. Chị nói là chị thấy cái đầu không có cái đầu là không đi được. Má đem chảo nè. Quý vị, tôi mới nói có đôi ba câu xã giao mà bác bả đi lấy cái chảo chà bá đổi rồi nè. Đó, cái chảo bên này là cái chảo nhân. Nội nhân không nó chật cái chảo rồi cho nên bác tôi ra chợ mua cái chảo khác. Cái chảo này xào nấm nè, nó mối nè. Đó.
Bây giờ chuyển qua cái chảo bự như vậy đặng còn có cơm nữa. Chứ vậy không không lẽ ăn nhân không? Bữa nay là đúng là cái chảo khổng lồ luôn á. Cái này bao nhiêu người ăn bác? Ba người. Không, ý con nói cái chảo này có thể đãi luôn một cái đám phải không? Chuyển qua chảo lớn. Đó, volume lớn chút đi ạ quý. Wow. Wow wow wow, wow wow wow. Rồi cái nồi cái chảo này là hài lòng. Trời còn trứng nữa nghe. Trứng là sao? Cái nồi này là có thể làm cái chảo này có thể là đãi cho 10 bàn luôn quý vị. 10 bàn 10 món đó nghe, 10 món chứ không phải là đãi cho 10 bàn mà ăn như đây thì không phải. Dạ. Đó, rửa cháy rồi đó. Nhanh tay lên. Nhanh tay và đều tay, đừng có để cho nó dính. Nhanh lên, nhanh lên nè, nhanh lên, nhanh lên. Chảo là chảo chống dính hả? Như vậy hả? Thì giả bộ đi. Em xin phép không nói nữa nha quý vị. Kênh của chị Quý em không thể nói quá nhiều. Em nói nhiều quá người ta tưởng là kênh em. Nói quá là nói. Nghĩ lại đi. Không ai nghĩ sao nghĩ. Không có người nói mà. Không làm công mà. Quên. Nói nó bệnh của Mỹ nó văng chưa? Văng rồi bệnh chi chị? Lẹ lẹ nha. Mới hơn một điều em nói nhiều nhưng từ xưa tới giờ em chưa bao giờ tự cắn cái lưỡi mình hết. Trời ơi đại đầu bếp đừng có giành lộn nữa chứ. Thơm quá tôi ơi. Đó. Bỏ vô mà không cần không có cần mà độ luôn á. Quăng hết vậy đó. Đó. Y như em hồi xưa nấu bánh canh vậy chị. Em nắm rải vậy nè. Chị ba đó trời ơi, Quỳnh Như nó bỏ đồ niêm mà tao tưởng nó rẻ phân. Vậy đó mà ăn cũng được. Rồi, tâm động cực khổ để tôi làm cho. Quá cực. Cực lắm nha. Dạ. Rồi các bạn có thấy cơm không? Không. Cơm như trời vậy nó không nó hồng. Nó giả gió thì ngộ, lộn lùng thì chứ tập tập tập. Nhưng mà cơm nhiều à, bỏ nhiều. Thì nó là bỏ nhiều. Chứ hỏi có thấy cơm không? Người ta không trả lời rồi, vẫn cố tình nói không. Chỉ sao cơm thì bá vậy nói không. Cậu không thấy cơm đâu luôn trời. Chưa. Trời ơi, không thấy được hộp cơm luôn. Chị thấy á. Trời ơi, cái kìa, không thấy một hộp cơm nào luôn mà. Chưa nha, mẹ chị nó chưa nhỉ, nó để nó bị bắn cái à. Cơm nè, nó phải đấy cho nó nhỉ ra, chứ để nó cục á, nó quắt. Không thấm là gì luôn á. Làm cho nó tơi ra. Rồi chuẩn bị nước mặt liều đi. Cái món này là đừng có dành lộn nha. Đứng nướng á thì ai muốn dành thì dành. Ăn thì đừng có dành với tôi. Còn gì nói nữa không? Vô lý hợp. Vô lý quốc con cái. Người ta hợp lý. Này nó có vậy nó không? Thiếu gì? Hạt sen nữa. Đúng rồi chị, quá nhiều rồi chị. Nhiều đó thôi, cũng chết rồi, nấu nhiều quá rồi. Khách hàng đi tấu quả lên ta. Lên ai? Đại đâu biết. Đâu quý vị. Nhà có ba người phụ nữ rất là thân thiết. Mẹ chồng, con dâu, con gái. Có nhỏ con dâu nó hung dữ ngầm mà tôi nói bác tôi không tin. Dạ. Quẹt quẹt xuống không? Tắm. Nó cũng phải chơi mà cái vậy mới được. Bằng tay vàng đâu? Cỡ đều tay chưa? Cỡ phải đều tay chứ không phải xét cơm. Đúng vậy. Cỡ đều tay lên cho tôi. Quay đều.
Mạnh lên, nhanh hơn nữa, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh rồi hỏi lại bay ra ngoài á. Vậy hả? Không có mấy nào để ăn nha. À, thiếu ngò nha. Phải không? Có phải cái này phải có rắc cộng ngò không chị Quý? Em thấy ở đám tiệc người ta đã cho tình gắn cộng cò xinh xinh ra, cần cộng ngò xinh xinh á. Rồi, lấy miếng tiêu quả vô đó. Em thường hay xin cái cộng ngò đó em ăn á. Rồi, rắc tiêu ron. Rắc tiêu lên cho nó cay cay hả? À, bác, cái trái dừa mình uống á bác, mình hay giặt cái đầu phải không? Nhưng mà con gái mà mình ăn cái giặt cái đầu mình ăn là bị mất duyên hả bác? Đó, ta kêu vậy là cơm hết á. À. Nhưng mà cái dừa đó của mình mà thì mình uống rồi cái mài đó mình ăn chứ phải không? Nhiều tiêu đó mà quý nước sạch được chưa? Con chặt con uống được. Dạ. Con chặt bỏ vô đây uống một cái rồi đó đâu được uống vậy. Vậy hả bác? Dạ nó làm tốt hơn còn vợ làm tốt hết trơn hết trọn. Hèn chi chị Quý ngày nào giờ chứ uống dừa chiên môn ăn cái đầu. Bậy à. Bậy à. Bỏ vô Tú ơi. Bỏ cái gì bỏ hành vô trộn 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 lên là ăn cực khổ lắm đó. Tôi chỉ tham dự cái khâu cuối cùng, cái khâu cực khổ nhất thì hãy để cho tôi lãnh, tôi chấp nhận hết. Cuối cùng rửa chén hả? Không có, khâu cuối cùng là ăn. Ăn rồi chén đem dục hết rồi đó. Dạ, ăn xong quăng ra ngoài bờ, bữa sau lụm vô ăn tiếp. Rửa chi cho tốn sơ bông. Hồi xưa, em đi học, em làm sinh viên á. Em ăn canh mặn ruồi rớt vô, còn nút chách chách thì em giục con ruồi, muốn chi em sợ mấy vụ này chị. Tại vì không thấy, chưa thấy là tao không thấy đó, chứ bởi tốt lạnh vậy. Lạnh đâu thấy. Đâu có thấy thôi. Nói chứ con giỡn đó bác, con giỡn bác đừng tưởng thiệt nha. Rồi, xong. Rất là ngon luôn quý vị ơi, lên bàn. À, ấy miếng nước tương hay là gì đó đi. Nước tương. Trời ơi, chết tôi. Rồi, xong, em xuống các bạn ơi. Nặng không chị? Cũng được, tạm ổn. Trời ơi, cái chảo cơm hết thân cái chảo. Này chảo sửa ngay để ngay ghế về. Được rồi, đẹp. Sửa lại cái chảo ngay không quý. Xin mời quý vị dùng cơm, cái chảo cơm khổng lồ luôn quý vị. Bye.
hột đào. Cái này hồi xưa là hay kiếm ăn lắm nè. Nó nướng đi chị, em nấu thôi chị nướng được luôn. Rồi sau đó là lắp than lại. Có lắp than lại không? Rồi bỏ chảy đi bà con ơi. Trời ơi cái mùi nó thơm. Quý vị có nghe cái mùi thơm chưa? Con nghe rồi mà. Đó giờ biết thơm đó. Vậy là con hửi hết rồi đâu cái bác. Con ngồi ở trước bác nè. Thơm rồi đó. Cái này là một thời để nhớ luôn. Thì cái hồi xưa cái hồi nhỏ đi học ăn lá rồi đào. Cái này đốt than ngoài trời nướng á. Dạ. Nó cháy dầu. Đúng rồi, dầu nó ra. Hồi cái đó nó cháy đen luôn rồi mới chín á. Thơm quá. Chị đứng gần đi nổ banh lỗ mũi chị luôn chứ thơm. Đó nó chèo 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 quý vị, chèo chèo. Đi coi tao dùng bằng tay vàng. Coi đứng ra xích ra đi chị Quý. Rồi đào chấm muối nha. Nói vậy chứ hồi xưa ngon chứ giờ ăn không có ngon quý vị. Nó để tôi ăn cho. Dám đào đào biết làm gì ngon không? Trong đường hả? Trong đường được với ăn thịt kho rồi. Trái đào á phải không? Ừ. Thì hồi đó nhà em hay chuyên môn ăn cơm với đào á. Chấm nước thịt kho á. Mà gặp đào chát á ăn nó sặc thấy bà luôn. Đào chát mà chấm nước mắm chiên cá biển á quý. Trời ơi nó sặc. Nhưng mà nó ngon. Giờ đâu ai thèm ăn nữa nhưng mà em thèm. Chị ruột tôi ngồi khóc. Đập khét hết trơn rồi, nướng quá lớn nó khét hết rồi không ăn được một hộp nữa. Mẹ ngồi hứ 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 nãy giờ nè. Trời làm như chó vậy hứ. Trời ơi. Bởi vậy cũng còn được mấy miếng đó. Miếng nào đâu. Bởi vậy cái món ăn mà mình thích mình không ăn được nó tức tới nỗi vậy á tôi. Quý. Con tôi mới nói bả con câu vậy bả táp lại tôi vậy đó. Nữa. Làm chó vậy hứ hứ giờ táp. Biết là bao nhiêu ngồi đập dần dần không ăn được miếng nào hết trơn á.